Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Xin giới thiệu đến các bạn một cái phiên bản xe ba bánh phụ tùng. Loại này thì sử dụng bánh 500-12 nhé. Bộ này thì ra với tiêu chí là giá rẻ nhất và hàng vẫn đảm bảo nhé. Thì bên em vẫn bán cái cầu là loại tốt nhất nhé. Cầu loại này là loại nặng nhất trên thị trường hiện nay. Nhíp 5 ná, số mạnh, số lùi, trục các đăng rất là đầy đủ, phụ kiện nhíp. Đấy, tay phanh, số lùi, số mạnh, trục các đăng vẫn là loại thép các bạn nhé. Bên em không bán loại đường gang đâu, loại thép rất là tốt, bền. Số phụ này, số lùi này, đấy. Nhíp 5 ná dài 70cm. Phụ kiện nhíp vẫn là loại to nhé, đuôi nhíp 12. Đấy, ốc thân nhíp dài. Bánh nhà 500-12, vành hàng nhập nốt VDRC. Đấy, bộ này thì vẫn chịu tải trọng khoảng 500-700 kg nhé. Giá thì chưa đến 5 triệu. Bộ này thì giá chỉ dưới 4 triệu, dưới 5 triệu thôi. Thì bộ này ưu đãi cho khách hàng là giá tốt nhất cho các thợ. Đấy, giá bên em bán là rất sát giá, cho nên là dù các bác là lái buôn hay là người mua lẻ thì bên em cũng không thể rẻ hơn cho các bác được nữa. Đấy, thì ưu đãi cho các bác thôi. Các bác mua về làm nghề thì mua nhiều lên thì cước nó sẽ rẻ đi thôi, chứ còn để mà giảm giá sâu thì em không giảm nữa, vì dưới 5 triệu là giá đã giảm rất sâu rồi. Đấy. Với các mức cỡ cầu khác nhau ấy, thì bên em vẫn giá thành như nhau. Các bác có thể lựa chọn từ 50 từ 70cm cho đến 1m4, 1m5. Thì lưu ý nhé, các bác muốn đóng thùng xe rộng 1m ấy, thì các bác chọn cầu rộng 90. 90 thì nắp bánh nó sẽ ra khoảng 98, thì nắp bánh lên một thùng lên 1m là vừa. Đấy, thì cứ cộng một thân bánh cho em là được. Đấy, cầu 90 ra bánh là 1m. Thì các bác lưu ý là như thế. Thì bộ này đầy đủ và không có đèn hậu các bác nhé. Các bác mua đèn hậu thì thêm 100.000 đồng. Còn bộ này em sẽ lược giảm cái đèn hậu đi để cho nó giảm giá thành. Nhiều khách hàng thì cứ muốn bỏ đèn đi cho nó đỡ tiền. Đấy, thì em bỏ luôn. Đấy, thêm đèn cũng được, không sao cả. Chỉ thêm tiền thôi. Đấy. Thì bộ phụ tùng vẫn đầy đủ như hình nhé. Giá thì giá 4x. Đấy. Các bạn Zalo cho em để em báo giá cụ thể hơn. Đấy. Cầu thì bên em là loại nặng nhất nhé. Tim ốc này là tim ốc 70 này. Lỗ tâm 63 này. Từ đây qua đây là 7 này, từ đây qua đây là 10 này. Loại này nhá. Ví dụ như cái cầu 90 bên em nó tới 27,5 kg nhé. Thì các bác biết là nó nặng hơn ở cái gì không? Thứ nhất là cái tambua này, và thứ hai là cái vỏ hộp cầu. Cái tambua nó rất là nặng, bên em bán hàng từ trước đến nay có đến hàng nghìn cây cầu rồi. Tuy nhiên gần như chưa có ai mua cái này để thay thế cả. Đấy, nói thẳng là như thế. Vỏ cầu rất là dày, ít cong, ít gãy. Đấy. Vận chuyển cũng gần như chưa bao giờ vỡ cả. Đấy. Thì các bác nếu như bác nào nhập hàng chỗ khác ấy, cái cầu 20, cầu 90 này, các bác cứ cân lên xem nó có được 27,5 cân không, tính cả gối cầu các bác nhé. Đấy, thì các bác cứ thử cân lên đi. Thì em trước em bán cầu nhiều đời cầu và nhiều chỗ thì em biết rồi. Đấy, nhưng tuy nhiên thì cái đấy em chỉ để cho các khách hàng biết đường lựa chọn thôi, chứ em không có đi sâu về cái lĩnh vực ai buôn cái gì thì buôn. Đấy, nhưng mà mình bán loại tốt thì mình phải chỉ cho khách hàng là mình bán loại tốt, chứ mình không có ý định dìm hàng của các đơn vị khác. Đấy, nhưng mà mình bán đồ tốt thì không có lý gì mình không nói ra đồ tốt cả. Đấy, chứ không có ý định là dìm hàng hay là cái gì hết. Đấy, thì để cho các bác biết thôi. Đấy, thì đấy là về phần trục cầu. Các bác có thể nhìn độ sắc nét, độ kín khít, đồng đều. Đấy, ví dụ như cái khe hở giữa tambua và cái mâm rừng này. Đấy, các bác có thể nhìn á. Tại mọi vị trí là nó rất là giống nhau. Dù những cái phần đúc và cái phần tiện nó đều rất chuẩn, không cần phải láng lại, nhưng mà nhìn phát hiện là ngay.
đúc nó cũng rất là chuẩn. Vành này thì là vành hàng nhập thôi. Hàng này riêng về cái cân nặng của cái vành này là 4 cân rưỡi. Một cái vành như thế này. Tí em sẽ cân cả cái lốp xăm bánh lên cho các bạn một cái để các bác so sánh với lại những mẫu vành khác. Đấy. Thì dòng này nó dập gân tăng cứng. Đấy. Cho nên là nó cứng hơn rất là nhiều so với vành phẳng. Và hầu như là cái màu đen này là cái loại dày nhất này. Đấy, vành màu đen này là vành dày. Bên em có một loại vành màu trắng lỗ 70 thì nó mỏng hơn một chút, nhưng cái đấy thì em hay bán vào đầu thôi, nắp lên cái bộ đầu của xe gạch chứ không dùng vào cầu sau. Cái này em cân lên cho các bác xem một cái này. Đây, trọng lượng một bánh của nó là 11 kg nhé bác nhé. Trọng lượng một bánh là 11 kg này. Đấy. Thì mọi chi tiết có thể liên hệ qua 0966 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.